Camera kép đã trở thành một trào lưu nở rộ trong năm nay. Mỗi hãng điện thoại lại có cách tiếp cận với camera kép khác nhau. Huawei và Xiaomi cũng không phải là những kẻ đi đầu nhưng mà cũng có phong cách riêng khi sử dụng một camera đen trắng. Huawei trên chiếc P9 và chiếc Mate 9 mới đây sử dụng camera đen trắng được chế tác cùng Leica để xử lý ảnh xóa phông. Còn Xiaomi với chiếc Mi Note Plus thì được trang bị công nghệ ClearSight của Qualcomm để tăng độ chi tiết và cân bằng màu sắc tốt hơn cho ảnh. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể sử dụng được độc lập camera đen trắng để chụp ảnh. Ở video ngày hôm nay, hãy cùng mình so sánh ảnh chụp đen trắng giữa hai thiết bị này. Thông số camera phụ này của hai chiếc máy cũng không chênh lệch nhau nhiều. Hai chiếc máy sẽ được so sánh ảnh chụp đen trắng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để kiểm tra độ nét, độ tương phản, độ sáng, giải sáng và khả năng xử lý nhiễu hạt. Các bức ảnh đều được chụp ở chế độ tự động lấy nét đo sáng cùng một vị trí và cùng một góc độ chụp tương đương nhau. Đầu tiên hãy cùng so sánh độ nét và độ chi tiết. Ở khả năng thể hiện độ nét, camera đen trắng của chiếc Mi Note Plus cho độ nét nhỉnh hơn so với chiếc Huawei P9. Các chi tiết ở cả vùng trung tâm và góc ảnh đều được chiếc Mi Note Plus tái tạo rõ ràng, sắc nét hơn. Độ nổi khối trong ảnh của chiếc Mi Note Plus cũng nhỉnh hơn so với Huawei P9, thể hiện ở các chi tiết như là chữ viết trên các bảng hiệu tòa nhà. Ở bức ảnh chụp cô gái này, tất cả các vùng trung tâm hay góc ảnh đều cho độ chi tiết cao hơn trên chiếc Mi Note Plus. Khi chụp thiếu sáng, camera đen trắng của chiếc Mi Note Plus vẫn giữ được độ nét và độ chi tiết trội hơn so với Huawei P9. Những chi tiết nhỏ như lông của chú mèo cũng được chiếc Mi Note Plus tái tạo rõ nét hơn ngay ở khi crop vào 100%. Tiếp theo với độ sáng, độ tương phản và độ nhiễu hạt, bức ảnh này cho thấy là cả chiếc Mi Note Plus và chiếc Huawei P9 đều cho ra ảnh đen trắng với độ tương phản khá tốt. Tuy nhiên, sự tương phản giữa các mảng sáng tối thể hiện trong ảnh của chiếc Mi Note Plus lại thể hiện mạnh mẽ hơn chiếc P9. Độ sáng trong ảnh của chiếc điện thoại tới từ Xiaomi cũng cao hơn đại diện tới từ Huawei, khiến ảnh đen trắng của chiếc Mi Note Plus trông có vẻ nịnh mắt hơn. Tuy vậy, không phải trong mọi trường hợp, ảnh cứ sáng hơn là sẽ tốt hơn. Ảnh từ chiếc Huawei P9 trong một vài trường hợp cho độ sáng hài hòa, ít chênh lệch sáng tối trông lại dễ nhìn hơn. Khi chụp thiếu sáng, ảnh từ chiếc Mi Note Plus vẫn giữ được độ sáng cao do duy trì mức ISO cao từ 1000 lên tới 1600, vì vậy ảnh khá nhiễu. Có thể là ảnh đen trắng thì độ nhiễu hạt không dễ phát hiện như ảnh màu. Với chiếc Huawei P9, tốc độ màn chập luôn nhanh hơn một chút để ảnh có độ sáng vừa phải, đồng thời mức ISO duy trì thấp hơn để ảnh ít nhiễu. Việc khử nhiễu của chiếc Huawei P9 cũng mạnh tay hơn nên là ảnh ít nhiễu hơn, dù rằng các chi tiết có phần mờ nhòe và kém nét một chút. Độ giải sáng giữa hai thiết bị, chúng ta thử nghiệm trong các điều kiện chụp ảnh tranh sáng và ngược sáng. Huawei P9 trội hơn hẳn so với Mi Note Plus, ảnh đen trắng từ chiếc Huawei P9 thu được nhiều chi tiết hơn ở cả vùng tối và vùng sáng. Hiếm khi có hiện tượng bị cháy sáng, ngay cả ở những vùng tranh sáng mạnh như vùng bầu trời hay những vùng có ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào, camera đen trắng của chiếc Huawei P9 vẫn giữ được chi tiết tốt mà không bị lốp sáng giúp ảnh có chiều sâu hơn. Trong khi đó, chiếc Mi Note Plus cho giải sáng khá tệ, ảnh thường bị cháy sáng mạnh trong các điều kiện ảnh tranh sáng và ngược sáng. Các chi tiết vùng mây trời rồi các vùng có ánh nắng chiếu trực tiếp vào thường bị lốp sáng khá nặng và mất chi tiết, chúng ta chỉ nhìn thấy trắng bóc thôi. Tổng kết lại thì camera đen trắng mang tới một trải nghiệm chụp ảnh khá thú vị và mới lạ trên smartphone. Nếu như trước đây muốn chụp ảnh đen trắng thì bạn có thể sử dụng các bộ lọc màu có sẵn trên máy, nhưng mà kết quả không cao khi độ tương phản thấp, giải sáng kém. Camera chuyên dụng cho chụp ảnh đen trắng trên chiếc Mi Note Plus và chiếc Huawei P9 đã khắc phục đáng kể những vấn đề đó. Ảnh đen trắng mang lại một cảm xúc có phần hoài cổ, trầm lắng cho khung cảnh, khiến cả người chụp và người xem đều quên đi các yếu tố về màu sắc mà chỉ còn chú trọng tới bố cục, các chi tiết nổi bật, độ nét và sự tương phản giữa các mảng trắng đen. Ảnh đen trắng từ chiếc Huawei P9 và Mi Note Plus đều có chất lượng ổn. Riêng với chiếc Mi Note Plus thì nhìn hơn ở độ nét, độ chi tiết, độ tương phản và độ sáng. Trong khi đó thì chiếc Huawei P9 lại cho giải sáng tốt hơn, thu được nhiều chi tiết hơn, độ nhiễu hạt thấp và ảnh có chiều sâu hơn. Ở cảm nhận của các bạn, ảnh đen trắng từ thiết bị nào cho chất lượng tốt hơn? Hãy comment chia sẻ phía bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào.